dế mèn bênh vực kẻ yếu. Tiếp theo, bọn nhện trăng từ bên nọ sang bên kia đường biết bao tơ nhện, lại thêm sừng sững giữa lối đi một anh nhện gộc. Nhìn vào các khe đá chung quanh, tôi thấy lủng củng những nhện là nhện. Chúng đứng im như đá mà coi vẻ hung dữ. Tôi cất tiếng hỏi lớn: "Ai đứng chóp bu bọn này? Ra đây ta nói chuyện." Từ trong hốc đá, một mụ nhện cái cong chân nhảy ra, hai bên có hai nhện vách nhảy kèm. Dáng đây là vị chúa trùm nhà nhện, nòm cũng đanh đá, nặc nô lắm. Tôi quanh phắt lưng, phóng càng đạp phanh phách ra ngoài. Mụ nhện co rúm lại rồi cứ dập đầu xuống đất như cái chảy giã gạo. Tôi thét: "Các người có của ăn của để, béo múp béo míp mà cứ đòi mãi một tí tẹo nợ đã mấy đời rồi, lại còn kéo bè kéo cánh đánh đập một cô gái yếu ớt thế này, thật đáng xấu hổ. Có phá hết các vòng vây đi không?" Bọn nhện sợ hãi cùng dạ ran. Cả bọn cuống cuồng chạy dọc chạy ngang, phá hết các dây tơ trăng lối. Con đường về tổ nhà trò quang hẳn.